Muốn nhanh thì phải từ từ. Những người đàn ông làm nên nghiệp lớn thường rất chậm. Có thanh niên lên núi hỏi vị sư phụ học kiếm thuật rằng phải mất bao lâu mới thành một kiếm sĩ. Vị sư phụ trả lời là 10 năm. Anh thanh niên nóng lòng hỏi lại lần nữa vì còn phải về chăm sóc cha già thì nhận được câu trả lời là 30 năm. Anh nóng lòng hỏi lại lần nữa thì vị sư phụ bảo rằng 70 năm mới thành công. Vậy ý nghĩa của câu chuyện trên là thế nào? Hôm nay quý vị và các bạn hãy cùng Mai Ly đi tìm hiểu nhé! Muốn nhanh thì phải từ từ. Một thanh niên nọ lên núi tìm kiếm sĩ lừng danh để bái sư học kiếm thuật. Anh ta hỏi vị sư phụ: Thưa thầy, nếu còn luyện tập chuyên cần thì phải mất bao lâu mới trở thành kiếm sĩ? Có lẽ là 10 năm, vị sư phụ trả lời. Cha con đã già rồi và con phải chăm sóc cho ông. Nếu còn luyện tập chuyên cần hơn nữa thì mất bao lâu ạ? Lặng yên suy tư một lúc, vị sư phụ đáp: Trường hợp này có lẽ phải 30 năm. Anh thanh niên không giấu được vẻ nôn nóng. Trước thầy bảo con là 10 năm, bây giờ lại 30 năm. Con sẽ vượt qua mọi trở lực để nắm vững kiếm thuật với thời gian ngắn nhất. Thế thì anh cần phải ở lại đây 70 năm. Vị sư phụ mỉm cười. Vậy những người quá nóng nảy làm gì cũng muốn mau mau, chóng chóng đạt được kết quả thì trái lại càng dễ mất thời gian và hỏng việc. Ngạn ngữ phương Tây có câu: Thà đi bộ còn hơn cưỡi ngựa mà ngã. Vậy nên muốn nhanh thì phải từ từ. Đàn ông làm nên nghiệp lớn đều rất chậm. Thành công không phải dựa vào sự tưởng tượng hay vài ba câu nói suông. Nếu không nỗ lực hết mình, tất cả chỉ là mơ mộng viển vông. Còn người biết nỗ lực, thành công sẽ từ từ tìm đến. Xã hội này với áp lực cạnh tranh rất lớn, người thành công đúng nghĩa nhất định đã trải qua cuộc sống vô cùng phong phú, nỗ lực nhiều hơn người khác. Vượt qua mọi khó khăn mới đứng trên đỉnh núi, chiêm ngưỡng mọi thứ đúng kiểu. Muốn đứng ở vị trí không ai đứng được, bạn phải chịu được cảm giác không ai chịu được. Thành công không phải 3 phút nhiệt huyết là đổi lại được. Nỗ lực và tích góp từng ngày mới nắm giữ chìa khóa mở ra cánh cửa thành công. Đàn ông chậm để làm nên nghiệp lớn, để tích lũy thành công cho mai sau. Giỏi tích lũy, từng bước chậm mà chắc. Tích lũy phong phú, chậm chậm phát huy. Bất cứ thành công nào cũng không phải là ngẫu nhiên, không phải chỉ trong một đêm mà đó là sự tích lũy suốt một thời gian đủ dài. Giá trị quan cần tích lũy, quan hệ xã hội từ không tới có, từ lượng tới chất. Đợi tới khi thời cơ chín muồi, họ sẽ tung ra tài năng trong lĩnh vực của riêng mình. Chân lý vẫn là bước chậm chậm, khắc phục vấn đề, không từ bỏ, nỗ lực đi sâu tìm tòi, học hỏi, tâm thái chậm, không nóng vội, không bốc đồng và giỏi hoạch định cá nhân. Người trầm ổn khi gặp phải vấn đề sẽ bình tĩnh xử lý, không phải vì chậm chạp mà dù có gặp phải sự việc gấp gáp tới đâu cũng không để sự hoang mang chi phối. Nếu không suy nghĩ sẽ bị rối loạn rồi bỏ lỡ thời gian vàng để giải quyết vấn đề. Dù đối mặt với sự việc bất ngờ, họ cũng sẽ giữ được cho mình một cái đầu tỉnh táo, cảm xúc vững như núi Thái Sơn, khả năng định vị mạnh mẽ, đem lại cảm giác vô cùng an toàn cho người bên cạnh. Thời kỳ Tam Quốc, kế sách nổi tiếng nhất của Gia Cát Lượng, không thành kế, cũng chính là đạo lý này. Khi đó, Tư Mã Ý thống lĩnh 15 vạn đại quân đánh về phía Tây Thành, nơi Gia Cát Lượng đóng quân. Gia Cát Lượng khi đó chỉ nắm trong tay hơn 2.000 binh sĩ trong thành. Mọi người ai cũng hoảng loạn, lo lắng, bất an. Chỉ mình Gia Cát Lượng vẫn rất điềm tĩnh. Ông nói với mọi người: Không cần hoảng loạn, ta có kế sách, có thể khiến Tư Mã Ý tự động rút binh. Sau đó, ông cho binh sĩ mở 4 cổng thành, bản thân thì an nhiên ngồi trên thành lầu gảy đàn.
từ Mã Ý đến dưới chân thành, trông thấy cảnh tượng này, hoài nghi rằng có bẫy, liền ra lệnh rút quân. Gia Cát Lượng dựa vào trí tuệ và tâm thái điềm tĩnh an nhiên của mình mà đã chiến thắng không biết bao nhiêu trận đánh, khiến kẻ địch không kịp phòng thủ trở tay, để lại một cuộc đời huy hoàng suốt hàng ngàn năm. Jack London, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ, là một người có xuất thân bần hàn. Vì sinh kế, ngay từ khi còn rất nhỏ, ông đã bắt đầu đi làm thêm. Có những hôm, một ngày làm tới mấy công việc. Dù phải sống trong môi trường khó khăn và khắc nghiệt như vậy, nhưng ông không bao giờ từ bỏ việc học tập. Ông tích lũy vốn văn học cho mình bằng một cách chậm chậm tích lũy. Ông luôn tận dụng thời gian và cơ hội để đọc sách. Mỗi lần phát hiện ra từ ngữ hay câu nói hay nào trong sách hoặc từ điển, ông đều sẽ viết lại vào một tấm thẻ nhỏ, sau đó nhét, đút, cất vào tất cả những chỗ mà ông có thể sẽ sờ đến trong cuộc sống. Chẳng hạn như nhét vào các túi quần, ra ngoài khi có thời gian rảnh sẽ lôi ra đọc. Chính nhờ sự tích lũy không ngừng nghỉ, đọc lại rất nhiều lần mà ông đã có được cho mình một lượng từ ngữ vô cùng phong phú, đồng thời trở nên thuần thục hơn trong việc viết văn, và cuối cùng trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Người luôn mong phất lên sau một đêm, căn bản sẽ không bao giờ tĩnh tâm lại nghiêm túc, nâng cao bản thân. Giấc mơ có đẹp đẽ, hoa lệ tới đâu mà không có sự tương xứng của năng lực, vậy thì cũng chỉ là bỏ đi. Chậm là ổn, ổn là biểu hiện của trưởng thành. Có người nói, lập chí không quý ở cao xa, mà quý ở kiên trì, thành công tại lâu dài chứ không tại nhanh chóng. Đàn ông thành công luôn có niềm tin mạnh mẽ để từng bước một kiên trì. Thế gian này không tồn tại việc gì là không lao động mà vẫn có thu hoạch. Tương lai cần phải dựa vào chính đôi bàn tay của mình để xây dựng. Đàn ông chậm là ổn, chứng tỏ họ đang trưởng thành trong cách suy nghĩ, tư duy. Trên con đường thành công, mọi thứ không hề thuận buồm xuôi gió. Nó là con đường vừa dài vừa khó khăn. Hoàn cảnh khó khăn, không ai giúp đỡ. Có người liền buông bỏ tất cả để cả đời sống trong nghèo hèn. Nhưng có người ngã ở đâu, đứng lên ở đó và tiếp tục xuất phát. Đàn ông thành công đều rất chậm. Chậm là ổn, ổn là biểu hiện của trưởng thành. Những người đàn ông thành công đều rất chậm, nghiền ngẫm từng câu, từng chữ, quả thật không hề sai. Đâu đó, nam giới sẽ thấy hình ảnh của chính mình, của những năm tháng cố gắng không ngừng nghỉ để gặt hái thành công như hiện tại. Đó là sự đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt. Thế mới nói, thành công không phải tự nhiên mà có. Quý vị vừa nghe xong bí quyết của người làm nên đại sự, đó là phải từ từ. Đương nhiên, không phải làm gì cũng chậm chạp là tốt đâu nhé. Từ từ ở đây, ý nói là chúng ta không nên quá nóng lòng thành công ngay lập tức đối với những việc xa vời, quá tầm tay trong thời gian ngắn. Vậy quý vị và các bạn có cảm nghĩ gì hay có cao kiến nào về thành công trong cuộc sống thì hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Nếu quý vị thấy video có ích thì hãy để lại một like và subscribe cho Đồng Tây Kim Cổ nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.